Vâng, bang chủ. Sự việc làm đến đâu rồi? Có thu hoạch gì không? Vâng, bang chủ. Tử đàn 1000 và kim tơ bảo giá đáng lẽ đã rơi vào tay của chúng ta. Ai ngờ giữa đường lại có kẻ phá đám, bị một kẻ bịt mặt cướp mất. Kẻ bịt mặt nào? Kẻ bịt mặt đó là nữ. Hơn nữa, người đó cũng rất quen thuộc với chúng ta. Người định nói là em gái của ta Hồng Anh ư? Nếu không, người đó làm sao biết rõ hành tung của chúng ta như thế? Thôi được rồi, các người lui ra đi. Dân bang chủ. Bang chủ, tiểu thơ đâu? Chúng ta không được khỏe. Không khỏe. Dân, giờ này vẫn còn nằm trên giường. Sao vậy? Tiểu thơ bệnh à? Tiểu thơ chỉ bị nhiễm phong hàn, chưa uống thuốc xong, giờ đang nghỉ ngơi. Bây giờ bang chủ vào trong e rằng... Được, ta biết rồi. Hồng Anh. Hồng Anh. Bang chủ. Bang chủ. Có chuyện gì? Đi. Các ngươi nhiều người như vậy để cho một tên ăn mày nó chạy mất. Sải gia tuyệt đối không tin rằng con của tên đó lại cao cường như vậy. Người này rất có thể là cao thủ cho phái băng tìm về để đối phó cùng lục hợp bang chúng ta. Võ công của tên ăn mày đó trông như thế nào? Võ công của hắn rất kỳ lạ, dường như chẳng có chiêu thức gì cả. Đúng rồi, trên lưng của hắn có một cây quải kiếm rất lạ luôn. Quải kiếm? Sao thế? Cây quải kiếm này ta đã từng nghe nói đến. Tiểu tử đó nhất định không đơn giản đâu. Hắn lại trên giang hồ 20 năm trước có một người từng sử dụng một cây quái kiếm. Người này tự xưng là quái hiệp. Hắn chính là Kim Thế Di. Kim Thế Di? Không lẽ hắn ta chính là gã ăn mày đêm? Kim Thế Di đã mất tích 20 năm trước? Không thể nào. Kim Thế Di đã mất tích 20 mấy năm, e rằng đã rớt xuống biển làm mồi cho cá rồi. Nhưng tên tiểu tử này lại rất trẻ tuổi, nhất định là kẻ giả danh. Bang chủ, người tuyệt đối không nên xem thường. Lập tức cho người theo dõi tên tiểu tử đó. Dân, dân. Hạ đại nương, bà ra đây đi. Ta biết bà đang ở đó. Dương Hạo, cứ đến đây tìm thứ gì? Đến tìm Bách Độc Chân Kinh có phải không? Ta không phải đến tìm Bách Độc Chân Kinh, ta đến tìm Hạ Đại Nương. Có chuyện gì thế? Lúc này Trung Nguyên giang hồ võ lâm các phái đang tranh nhau sừng bá. Đây chính là thời cơ tốt nhất để khôi phục lại Thiên Ma Giáo. Chỉ tiếc là Thiên Ma Giáo không người cầm đầu. Chỉ cần hai ta đồng tâm hiệp lực, cùng mưu đại nghiệp, nhất định sẽ xưng bá một cõi võ lâm. Hay. Hay lắm. Nhưng mà Hà Đại Nương, ta có một lời muốn nói. Nếu không tìm được Lệ Nam Kính, chức giáo chủ sẽ do ai làm đây? Đợi sau khi khôi phục lại Thiên Ma Giáo, việc thay mặt giáo chủ hay ta có thể bàn bạc. Không bàn bạc gì cả, chức giáo chủ nhất định phải do ta làm thay. Thôi được. Hạ Đại Nương, lúc này là thời cơ tốt nhất để phục hưng Thiên Ma Giáo. Chương Hạo này nhất định sẽ tận tâm tận lực. Ta đã dò la xa tin tức của Lệ Nam Tinh rồi. Hắn đang ở một đàn chài nhỏ dưới chân núi Tô Lại. Hay là hai ta cùng nhau đến đó để tỏ rõ tình ý của chúng ta? Được. Nhưng đây là lần cuối cùng. Nếu như Lệ Nam Tinh vẫn một mực ngoan cố không chịu ra mặt,
thì đừng trách ta Hạ đại nương này không niệm tình xưa. Được, xin mời. Tiểu thư, lúc nãy sức nữa đã bị ban trưởng phát hiện ra. Đúng vậy, lúc nãy mùi sợ toát cả mồ hôi, đến giờ vẫn còn run đấy. Chẳng phải ta vẫn bình an vô sự đó sao? Tiểu thư, đây là thứ gì vậy? Đây là kim tơ bảo giáp, ta đoạt được từ tay kẻ địch, đem định bảo Ngụy công công. Nghe nói có thể hộ thân, là một bảo vật đó. Tiểu thư ra ngoài không cho ban chủ biết. Lúc nãy ban chủ đã xông vào tận đây, hình như người đã nghi ngờ rồi. Để quân ấy biết cũng tốt. Đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi, ta cũng chẳng để tâm nữa. Mẫu đơn thực dược, ban chủ kêu các người ra gặp. Thôi chết rồi, nhất định ban chủ đã phát hiện ra gì rồi. Sợ gì chứ, chỉ làm như lời ta nói, có chuyện gì cứ để hết lên người của ta là được. Mau đi đi. Đi đi. Dân, hai người thật quá to gan. Hôm nay ta quyết định không tha cho các ngươi. Dừng tay, dừng tay. Tránh ra, tránh ra. Không, muốn đánh muốn mắng thì cứ việc tìm mùi, không liên quan đến thực vật và máu đâu. Mùi tránh ra đi. Không, mùi không tránh. Mùi nghe đi, nếu mùi còn không tránh ra, cả mùi ta cũng đánh. Dù sao thì cha mẹ cũng không còn nữa. Muốn đánh muốn giết tùy ý huynh. Thôi được rồi, người cũng không nỡ đánh cô ấy. Cho dù ban chủ nỡ đánh cô, ta cũng không nỡ đâu. Đại ca cô thương cô, tuyệt đối không nỡ đánh cô. Nhưng mà cả kẻ dưới cô cũng không cho ngài ấy đụng vào. Vậy thì ban chủ lục hợp ban này còn mặt mũi nào nữa chứ? Đừng dùng lời trước mặt của ta. Dù cũng đã có ít lần xúi anh trai của ta làm việc xấu, ta đã nghe đủ những lời ngon ngọt của ngươi rồi. Bây giờ đã đến lúc phải ra tay trộm cắp. Nếu tiếp tục như vậy, ca ca của ta và lục hợp ban giờ sẽ bị quỷ trong tay của ngươi thôi. Ngươi thời thế bây giờ, trên có hoàng thượng, dưới là bọn cẩu quan, kẻ nào không lén lút trộm cắp kia chứ? Hôm nay chúng ta cướp của hắn, nhưng đâu biết hắn ta cũng đã cướp của ai. Đại ca, quý không nên vì muốn lấy lòng lão thái giám đó mà làm hỏng danh tiếng của lục hợp ban chúng ta. Được rồi, còn chưa đến lượt của mụi dạy bảo. Mụi không có ý định dạy bảo huynh đâu. Huynh còn nhớ ba quy định của lục hợp ban chúng ta không? Con bờ đỡ quan phủ, con trộm cắp bất nghĩa, con hoàng hiếp dân lành kia mà. Còn bây giờ thì sao? Quỳnh để Quỳnh hắn là kẻ thù của chúng ta rồi à? Sao Quỳnh có thể mặc dây mày dạng chật chật làm cha? Mũi đã đủ chưa? Được, hay lắm. Mũi sẽ không nói nữa. Cứ để cho bọn người đó đẩy Quỳnh xuống hố sâu đi. Con nói gì thế? Chúng tôi đẩy băng chuột xuống hố sâu à? Chúng tôi theo băng chuột nhảy xuống hố sâu thì có. Câm đi. Sự bạch đồ, ngươi đừng trở mặt với kẻ bàn tay. Quỳnh mỗi cấp người trở mặt với nhau liên quan gì đến ta? Nếu muốn trách thì hãy trách người thường ngày quá nuông chiều em gái của mình kìa. Người biết cái gì? Người hiểu cái gì? Ta nói cho người biết, nó không chỉ là em gái ta, nó cũng chỉ cứu mạng ta, đó cũng tên cho ta. Nó là ân nhân cứu mạng của ta. Không có sử Hồng Anh sẽ không có sử Bạch Đô này. Không có sử Bạch Đô sẽ không có lục hợp ban. Sử Bạch Đô, ta đã vì ngươi mà giàu sinh ra tử, lên núi xuống biển. Ta làm bất cứ chuyện gì cũng thôi vì ngươi. Ta thật không ngờ ngươi lại đối xử với ta như thế. Thôi được, nếu đã như vậy thì ngươi hãy giết ta đi. Phản rồi, ngươi đọc cũng đi cho ta. Ta nói cho ngươi biết, sao lại không được giúp lại chuyện này. Lần này đại ca ta không giết ngươi, không có nghĩa là ta sẽ không giết ngươi. Hãy tự liệu lấy. Mẫu đơn thực dược, không sao rồi, đi. Nào, đi. Kim tơ bảo giáp, ông tự xem đi. Ta có nói quan cho em gái của ông đâu. Còn nữa, tử đàn một cũng nằm trong tay của ta. Ông hãy bảo cô ta giao ra đi.
Hà đại đương, ta đã bảo thuộc hạ canh chừng tất cả lối xa. Lệ Nam Tinh đó có một cánh cũng không bay xa được. Được, lục soát đi. Dân giáo chủ, chúng tôi vừa xông vào trong đã bị trúng độc rồi. Người mặt của chúng tôi, cái gì? Người đâu? Đã lục soát khắp nhà và cũng không thấy Lệ Nam Tinh ở đâu cả. Lệ Nam Tinh này quỷ kế đa đoan. Chỉ như cô ạ, các người phải thật cẩn thận đi. Lệ Nam Tinh, người mau ra đây cho ta. Người không ra, ta sẽ sang bằng chỗ này. Mọi người nghe đây, hãy bắt hết bọn dân chài đó cho ta. Dạ. Ra đây, buông tôi ra. Ra đây, buông tôi ra, buông tôi ra. Ở yên đó, buông tôi ra. Quỳ xuống. Lệ Nam Tinh, cứ còn không ra đây, ta sẽ đốt sạch cái làng chài này. Sau này sẽ mai còn dám chứa chấp Lệ Nam Tinh nữa không? Chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Dừng tay. Lệ Nam Tinh, người quả nhiên là rượu mời có uống, uống rượu phạt. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, rốt cuộc ngươi có chịu theo bọn ta về làm giáo chủ không? Đừng có nằm mơ. Cẩn thận. Mọi người báo chạy đi, chạy đi. Hà đại đưa, Lệ Nam Tinh biến mất rồi. Có chạy trời cũng không khỏi nắng. Rốt, đốt sạch cho ta. Dân, đốt đi. Đốt sạch làng chài này đi. Đại ca, muốn biết những việc gần đây đều là chủ ý của người đàn bà đó đúng không? Muội nói gì vậy? Mọi việc ở đây đều do ta quyết định mà. Do Quynh quyết định. Quynh không nhận ra sao? Thập Tam Nương muốn khống chế Quynh để từng bước khống chế cái lục hợp bang này. Nói bậy, muội không dám nói bậy đâu. Ở trong bang, á ta cậy thế của đại ca làm điều săn vậy. Lẽ nào muội không nhìn thấy? Hồng Anh, muội không hiểu đâu. Cô ta cũng như các hương chủ khác đều là bạn ta. Đại ca, có bạn bè nào như vậy chứ? Muội thấy buồn cho đại ca quá. Hồng Anh, sau này không được nói với đại ca bằng giọng đó nữa. Không lẽ Quynh quên rồi sao? Năm xưa chính vì ta gia nhập lục hợp bang, cho nên mẹ mới bị uất ức mà chết. Đợi đàn bà đó muội căm hận đến tận xương tủy. Vậy mà Quynh lại thân thiết với ả. Quynh, muội thật không biết nên nói sao với Quynh nữa. Càng nói càng không ra gì. Hồng Anh, ta nói cho muội biết, sau này không được nói với đại ca bằng cái giọng điệu đó nữa, biết chưa? Được, muội không nói, muội sẽ không nói gì nữa. Để khi lục hợp vang xảy ra chuyện rồi, để xem muội còn mặt mũi gì đi gặp cha đây. Hồng Anh, ban chủ. Cô ta quả thật đã được nuông chiều quá mất rồi. Sao thế? Vẫn còn giận thiếp sao? Được rồi, được rồi. Ban ngày ban mặt, định làm gì đây? Là sở tiểu thư. Lý tiên sinh, ông nên đi mau thì hơn, nơi này không hợp với ông đâu. Sự tiểu thư, đại ca cô bảo cô đến thăm dò tôi có phải không? Lý tiên sinh, ông nhìn ta có giống loại người đó không? Lý tiên sinh, thực ra ta không hiểu nhiều về ông, nhưng mà ta biết ông là một chính nhân quân tử, cho nên tất cả có thể để cho ông ở lại lục hợp bang này. Sự tiểu thư, tôi biết cô là người không bao giờ bán đứng bạn bè. Nói thật cho cô biết, đại ca của cô chưa bao giờ tin tưởng tôi. Ông ta luôn nghi ngờ tôi và có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Cho nên tôi phải mau chóng rời khỏi nơi đây. Tôi muốn giao tử đàn mộc cho ông. Đại ca ta vì muốn lấy lòng Ngụy Công Công nên đã cướp nó về từ tay Tào Thông.
Tao muốn phá hoại kế hoạch của bên ấy, nên đã lấy trộm nó đi. Ông hãy cầm nó và rời khỏi nơi này ngay đi. Ông hiểu chứ? Sư tiểu thư, khi cô lấy được tử đàn mộc, nhưng trong tay đại ca cô vẫn còn quyền thế, nhưng có thể lấy lòng người công công. Nếu cô có thể lấy trộm được thì tốt. Chúng ta sẽ cùng nhau bỏ chạy. Không được, ta có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp đại ca của ta hồi tâm chuyển ý. Ta không thể bỏ mặc quên ấy được. Lục hợp tan này càng lúc càng đi quá xa rồi. Cô không thể tiếp tục xa vào hố sâu đó nữa. Ta sẽ tự chăm sóc cho mình. Ông hãy đi đi. Ban chủ, ban chủ, tránh xa ta ra. Mặc kệ ông, đáng ghét. Sao thế? Lại giận rồi à? Ông suốt ngày chỉ nghĩ đến độc công, đâu có thời gian để nghĩ đến ta. Cô suốt ngày quay quanh ta, còn không biết ta muốn gì sao? Đàn ông vô tình chỉ biết thỏa mãn bản thân mình, chẳng bao giờ biết báo đáp cả. Cô còn gì không hài lòng nữa? Thiếp sợ chàng sẽ thay lòng. Ta nói rồi, cô có tin không? Muốn tiếp tin, trừ phi cho thiếp làm ban chủ phu nhân. Cô ở bên ta chỉ vì muốn làm ban chủ phu nhân à? Biết ngay chàng sẽ nói như vậy mà. Chỉ cần tâm đầu ý hợp, cần gì đến danh phận nữa chứ? Người của Sử gia đều không xem trọng danh phận đúng không? Cô nói vậy là ý gì? Cô đừng lén qua lại với đàn ông mà là xem trọng danh phận sao? Cô nói rõ xem nào, ai còn lại với đàn ông? Ông ấy ra giường sao mà nhìn đi? Tuổi muội của ông đang ở bên Lý Đô, chạy đời cải chiếc, lén la lén lút, còn có chuyện gì hay ho nữa chứ? Cô đừng trong hình bắt bóng. Hồng Anh sao lại để mặt đến Lý Đô kia chứ? Được, nếu vậy cứ xem như thiếp chẳng nói gì cả. Nhưng mà con gái lớn rồi, sớm muộn gì thì cũng phải lấy chồng. Chỉ bằng chúng ta gả Hồng Anh cho nghĩa tử của Ngụy Công Công, soái mạnh hùng đại tướng quân, lúc đó Ngụy Công Công kết thông gia cho chúng ta. Con sợ gì địa chỉ của Lục Hợp Bang không đứng vững được? Chuyện đó mà cô cũng nghĩ ra được sao? Bảo ta mang em gái của mình đi làm việc trao đổi với Ngụy Công Công à? Thành ra chúng ta biết làm không được. Nhưng mà như vậy chúng ta sẽ giữ được quyền thế, cũng không cần phải giúp giả lấy lòng. Không cần đối chuyện. Ta cho cô biết, ta thà giao quyền thế cho hắn ta, cũng không mang cả em gái mình. Nếu ông phải nói vậy thì trong lòng của ông có nghĩ vậy không? Ông phải nghĩ kỹ lại đi. Quý công công là con người gì chứ? Chúng ta chẳng qua chỉ là một con cờ của chúng, làm sao sánh được với đại nội thị vệ? Ta nói cho ông, lời quý công công nói còn có giá trị hơn cả hoàng thượng. Ông không lấy lòng thì người khác sẽ đi lấy lòng đó. Lễ mừng phòng quý công công sắp đến rồi. Trong tay chúng ta có kim tơ bảo giáp, nhưng nếu mang ra tặng rất dễ bị lộ. Ngươi tự nghĩ xem, những bảo bối trong kho chúng ta vật nào có thể mang tặng được? Nói thật, nếu mang những vật đó ra tặng Ngụy Công Công, e rằng chỉ làm mất mặt Lục Hợp Bang. Xem ra bây giờ chỉ còn miếng quyền thiếp đó là có thể mang đi mừng thọ được thôi, thưa ban chủ. Tình lão thái giám đó chẳng khác gì đã uống máu ăn thịt ta mà. Nếu như ban chủ không muốn xưng bá giang hồ thì chúng ta cũng chẳng cần phải lấy lòng hắn ta làm gì. Lẽ tất nhiên cũng không cần phải để mất quyền thiết. Người đang khuyên ta bỏ cuộc ư? Không, ban chủ có chí lớn như thế, đâu dễ dàng gì bỏ cuộc được. Thôi, chỉ thí dụ như thế mà thôi. Ngươi nhìn thấy quyền thiết chưa? Dạ chưa, tôi đâu có được may mắn đó. Được, ta sẽ dẫn ngươi đi mở rộng tầm mắt. Dạ. Ngươi mở ra đi.
Miến quyền khiếp này thần lực vô song. Lục công tăng chúng ta có ngày hôm nay cũng đã đều nhờ nó phù hộ. Nếu như mang nó rèn thành binh khí, nhất định sẽ thiên hạ vô địch. Cho nên Võ Lâm Tăng Phái trên giang hồ cũng đều muốn có nó. Người nói ta đỡ mang tặng nó sao? Dân dân đem tặng vật quý giá như vậy quá thực rất đáng tiếc. Ta đã tốn bao nhiêu công sức mới có được nó. Ta không dễ dàng gì mang tặng nó cho kẻ khác đâu. Bán chủ, không xong rồi, không xong rồi. Nguyên thế trong kho đã biến mất. Lý Đô cũng không thấy đâu cả. Cái gì? Ta không ngờ Lý Đô rồng lan giả sói dám làm chuyện phản trách như thế. Bán chủ, chúng ta phải làm sao đây? Bán chủ, phải làm sao đây? Các người lo cái gì chứ? Ta đã sớm đoán được việc này sẽ xảy ra. Ta đã sớm nhận ra tên Lý Đô đó là kẻ không đáng tin rồi. Hôm qua ta đã thăm dò hắn, cho nên hắn ta đã quán lên, liền lấy trộm quyền thiết bỏ trốn. Quyền thiết Lý Đôn lấy trộm là đồ giả, vật thật ta đã đem cất giấu kỹ rồi. Bạn chủ, thuộc hạ sẽ cho người truy sát Lý Đôn ngay. Khoan, Viên Hải, Thanh Phù, Tiêu Lỗi, các người chia nhau đi tìm, nhưng không được bắt hắn. Để ta xem đốt cuộc Lý Đôn đã cấu kết với ai. Nghe rõ chưa? Dừng. Đi đi. Người nói trước khi hắn đi để lấy trộm quyền thiết của bang chủ. Dừng. Vậy là ta yên tâm rồi. Giờ nói Lý Tiên Sinh chỉ lấy được miếng quyền thiết giả, miếng thật vẫn còn ở trong tay của bang chủ. Sẽ lấy gì? Tiểu nhị, tiểu nhị, cho ta rượu. Đi, đi, đi đi. Đi. Dừng lại, dừng lại. Tình tiểu thư này thật kéo dọn đời để ngủ. Người đâu, bắt lấy hắn. Dừng. Tên này chắc là gã đi. Ở đâu lại có kẻ thích khách dễ bị bắt như thế này chứ? Đại nhân, mặc kệ hắn điên hay ngốc, bắt lấy hắn chúng ta dẫn cho thưởng. Được, vậy đi. Đừng ồn ào, đang ngủ kia mà. Đừng để đâu, đưa đi. Dừng. Đứng dậy, đi. 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 Này, dừng. Nào rượu đâu, tiểu nhị, nhanh lên. Toàn đến đây nhanh lên. Dân thủ tịch ra đây nào. Dân có ngay à, nhanh lên, dân có ngay. Ông ơi, nhìn xem, đó chính là người cho nói với ông đó. Nào, 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 đến ngay mấy vị quan gia. Rượu đến rồi đây à. Nào, ăn đi, ăn đi. Rót đầy vào, rót đầy vào. Rót đi. Nào, chúng ta uống. Nào cắn đi. Quân gia, tiểu nữ xin mời ngài một chung. Đại ca ca. Ca ca ca. Đại ca ca.
Đại ca ca, người ta cứu mình, tôi cũng chẳng nói một lời cảm ơn nữa. Ông ơi, đây chính là người cho nói với ông có thể nhậm chức bang chủ đấy. Thế bà của chúng ta rất cần những nhân tài như cô ấy, nếu không chẳng có chút sinh khí gì hết, sớm muộn gì cũng sẽ bị lục hợp bang thâu tóm mất. Tiểu tử này ta trông hơi quen quen. Ông ơi, ông đồng ý cho cô ấy gia nhập cái bang của chúng ta đi. Không được, cha ta nói rồi, không cho ta gia nhập bang hội nào cả. Tiểu tử, nghe lời cha ngươi không sai đâu. Ông mà, con cậu nhỏ, ta phải đến núi tổ lại, ta đi trước nhé. Có chuyện gì sau này mới nói. Nhưng đến núi tổ lại, để ta chỉ đường cho ngươi đi. Ông, từ đây đi thẳng về hướng Tây, ngươi sẽ trông thấy một ngôi miếu quan. Thấy quẹo hướng Bắc, sẽ đến núi tổ lại đi. Thật sao? Hãy nghe ta, tôi sẽ đến nơi nhanh thôi. Cảm ơn, xin cảm ơn. Cậu nhỏ ta đi nhé. Đại ca ca, Yến Yến, số mạng có tất sẽ có, số mạng không thì có cưỡng cầu cũng không được đâu. Ông mà, ông khiến cháu thất vọng quá rồi. Tiểu tử đó khiến ta nhớ đến một người. Ai vậy? Thật giống Kim Thế Gì. Thôi, chúng ta cũng mau đi đi, lát nữa sẽ trễ mất. Chắc không đi chứ chẳng muốn đi đâu nữa cả. Hiểu phụ tỷ tỷ của cháu sắp gả chồng rồi, chắc không muốn đến đó sao? Không đi thì thôi. Ai nói là cháu không đi chứ? Đi, phải đi. Đi nào. Nhanh tay một chút. Mau lên, nhanh tay một chút đi. Cái này đủ chưa? Dạ đủ rồi. Được. Trung Liên à, Hải Thiên, hiểu phụ xuất giá, chẳng lẽ phải tổ chức náo nhiệt mới phải. Nhưng tình hình bây giờ, quan phủ đến nghi ngờ chúng ta cố kết với nghĩa quân, nếu như tổ chức linh đình, chắc sẽ khiến cho bọn chúng chú ý, lại gây phiền phức không đáng có. Cho nên để tránh xảy ra chuyện, hôn lễ này đừng tổ chức lớn quá, đơn giản là được rồi. Bà thấy thế nào? Hải Thiên, sự lo lắng của ông cũng rất có lý. Thế nhưng làm vậy thật không công bằng với con gái mình. Điều này ta biết, hôn nhân là đại sự cả đời. Hôn lễ của Hùng Di và Hiếu Phù đáng lý phải thật náo nhiệt. Nhưng mà thời thế bây giờ, chúng ta nhất định phải lấy đại cuộc làm trọng, không nên vì nhỏ mà mất lớn. Ta mong bà hãy lựa lời an ủi con, cũng mong chúng bác hiểu cho tấm lòng của người làm cha này. Sư phụ, sư mẫu, quyết trị sư thúc đã ở Tây Sương Dương Cờ khởi nghiệp, tiếp theo phải làm gì nữa? Chúng ta có nên nhân cơ hội này mời thêm vài bạn hữu đến không, để cho mọi người cùng nhau bàn bạc một chút? Ta cũng có ý đó. Hải Thiên, ý ông định là kêu người đến đây bàn chuyện khởi nghĩa? Không được, tôi phản đối. Làm vậy là quá nguy hiểm. Hai người còn định mượn việc này để bằng chuyện đó. Bây giờ xảy ra chuyện gì thì cuộc đời của Phù Di sẽ như thế nào đây? Trung Liên, bây giờ Triều Ca hủ bại, Giang từng nắm quyền hà hiếp dân lành. Ta là người trong võ lâm, đầy được các đồng đạo võ lâm tin tưởng, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Gần đây lục hợp bang đã cố kết với triều đình, Thiện Mà Giáo lại định thừa cơ nổi dậy, cho nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, chờ đến lúc trở tay không kịp. Nói là nói vậy, thế nhưng Trung Liên, bà hãy yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận để đề phòng bọn tay sai triều đình trà trộn vào trong võ lâm để dò la tin tức. Ta chỉ mời chưởng môn các đại bang phái có mối giao hảo với chúng ta đến dự mà thôi. Nếu ông đã quyết thì cũng đành vậy, nhưng mà mọi người phải tuyệt đối cẩn trọng. Sư phụ, con nghĩ sư mẫu nói rất đúng. Con cảm thấy người nên tự ta ký vào thư mời. Hơn nữa trên thư mời còn phải ký hiệu đặc biệt, để lúc đó chúng con có thể kiểm tra đề phòng những kẻ có ý đồ xấu xa trà trộn vào bên trong. Rất tốt, hãy làm theo lời của con nói đi. Dạ.
Sự ban chủ. Ai? Cái nào to gan như vậy dám nhìn lén bọn ban chủ luyện công? Là tôi, Dương Hạo. Có việc gì? Tất nhiên có việc quan trọng muốn nhờ đến Sử ban chủ rồi. Nói đi. Tôi cùng Hạ Đại Nương có ý muốn khôi phục Thiên Ma giáo, nhưng dựa vào năng lực bây giờ e rằng rất khó làm được. Cho nên rất mong Sử ban chủ giúp chúng tôi một tay. Có lục hợp ban của ngài tương trợ, sợ gì không làm được. Không biết ý Sử ban chủ như thế nào. Khôi phục Thiên Ma giáo. Này, tôi còn tưởng Sư Băng Chủ đang nghiên cứu võ công gì. Đó ra là quyển chép tay của phần trước của Bách Độc Chân Kinh. Từng nói là quyển này cho dù có được chân bản của Bách Độc Chân Kinh, nếu không có nửa phần sau thì tuyệt đối không nên luyện võ công này. Tại sao? Nếu không ngài sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó cả võ công vốn có của ngài cũng sẽ bị tiêu tan hết. Theo lời ngươi nói là ta không bao giờ luyện thành ư? Nếu không có nửa phần sau thì tuyệt đối không nên luyện, vì trong nửa phần sau của chân kinh mới chỉ ra cách để giải độc. Tại vì nửa phần sau của Bách Độc Chân Kinh đã biến mất nhiều năm, không ai biết tung tích của nó. Nếu như đã thất truyền, vậy thì cả ngàn giả người trong giang hồ còn hao tâm tổn trí đi tìm nó để làm gì? Nghe nói võ công của Hạ Đại Nương rất lợi hại, mà ta có nửa phần sau của Bách Độc Chân Kinh không? Không giấu gì Sử ban chủ, nếu như Hạ Đại Nương có nửa phần sau của Chân Kinh thì sẽ võ công bà ta chỉ đạt được đến 8 phần. Nếu thật đúng như lời Sử Đại ban chủ để đạt được đến mức độ thượng thừa đó, e rằng Hạ Đại Nương còn phải luyện thêm nhiều năm nữa. Người nói vậy tức là Hạ Đại Nương cũng không có nửa phần sau của Bách Độc Chân Kinh. Về việc khôi phục Thiên Ma giáo, vì thế vậy nói cùng Hạ Đại Nương, Sứ Bạch Đô này giúp người sẽ giúp sức. Thế nhưng sau khi các ngươi phục giáo rồi, Hạ Đại Nương sẽ không làm gì tổn hại đến lục hợp bang của ta chứ? Nếu như Thiên Ma giáo phản bội bạn bè, nhất định sẽ chết không toàn thây. Được, thẳng thắn lắm. Vì vậy nói cùng Hạ Đại Nương, nếu như lục hợp bang và Thiên Ma giáo kết hợp với nhau, vậy thì chúng ta sẽ thiên hạ vô địch. Đúng. Tại hạ thay mặt Quý Công Công hỏi thăm Sử ban chủ. Đa tạ Quý Công Công. Ý của Quý Công Công là mong Sử ban chủ ra sức cho triều đình, tận trung với Công Công. Tại hạ cho rằng trước mắt món quà tốt nhất để dâng lên cho triều đình chính là đầu của một người. Đầu người? Đầu của ai? Giang Hải Thiên. Giang Hải Thiên? Tại sao triều đình muốn giết hắn ta? Tại sao ngươi đã nói với ta chuyện đó? Có quá nhiều lý do để giết hắn. Thật ra Sử ban chủ chắc cũng đã hiểu rõ. Còn việc tại sao đại hạ nói cho ngài biết thì đại hạ muốn hỏi một câu. Không lẽ Sử ban chủ không muốn giết chết Giang Hải Thiên ư? Thật quan đường. Ta cùng Giang Hải Thiên không oán không thù, tại sao lại muốn giết hắn? Giang Hải Thiên lại không nghĩ thế. Giang Hải Thiên gả con đã phát thư mời cho rất nhiều người trong võ lâm, nhưng lại không phát thư mời cho Sử ban chủ. Điều này chứng tỏ ngài không phải là bằng hữu của Giang Hải Thiên. Giang Hải Thiên có một câu nói như thế này: không phải bạn thì là thù. Giang Hải Thiên gả con là cơ hội ngàn năm có một. Nếu như Sử ban chủ không đi thì bà giáo sẽ đi. Cho dù Sử ban chủ không nhận được thư mời, nhưng nếu ngài muốn đi, e là tìm một tấm thư mời đối với ngài đâu có khó khăn gì. Đến lúc Hạ Đại Nương ra tay rồi, bà biết rõ việc dùng độc, chỉ cần bà ra tay, giang hồ nhất định sẽ đại loạn. Khôi Lan, ngươi muốn ta ám hại người trong võ lâm để giá họa cho Giang Hải Thiên à? Đúng vậy.
Xem ra ngươi còn độc ác hơn ta nữa. Hà đại nương, chẳng phải từ lâu bà đã muốn ngồi lên ngôi thiên ma giáo chủ sao? Đây là một cơ hội tốt, đừng nên bỏ lỡ. Nói thẳng đi, ngươi muốn ta làm gì? Được, chúng ta hãy liên thủ với nhau để hỷ sự của Giang Hải Thiên biến thành tan sự. Sư phụ, chưởng môn phái Võ Đang Lôi Chấn Tử, chưởng môn phái Hoa Sơn Thấu Thạch Đạo Trưởng. Sư phụ, tại sao không có thư mời của ban chủ Lục Hợp Bang Sử Bạch Đô? Lục Hợp Bang của Sử Bạch Đô cũng là một đại bang phái trong Võ Lâm, trước khi cũng từng làm rất nhiều việc để phản đối triều đình. Nhưng mà Lục Hợp Bang bây giờ, không, chính tên Sử Bạch Đô đó đã thay đổi rồi. Hắn ngày càng trở nên khó lường. Trên giang hồ đồn rằng Sử Bạch Đô này đã làm tay sai cho Ngụy Trung Hiền, vẫn còn rất nhiều môn phái không nhận được thư mời. Hắn cũng nên ở trong số đó, nếu không sẽ khiến cho các môn phái khác hiểu lầm. Lão Bá, xin hỏi đến núi Tổ Lại đi như thế nào? Núi Tổ Lại ở bên này hay là bên kia? Bên kia. Cảm ơn Lão Bá nhé, không có gì. Những lá thư gần đây cho thấy, hình như sư phụ đã gặp chuyện rắc rối. Sư phụ đã gặp rắc rối gì? Sư phụ đã trúng độc do luyện bắt đầu chân kinh, và hơn nữa, đang ngày càng trầm trọng. Vậy phải làm sao đây? Phải nhanh chóng tìm ra nửa phần sao cô bắt đầu chân kinh mới có thể giúp sư phụ giải nguy. Sư phụ từng nói, lẽ ra Lệ Thắng Nam đã giao nửa phần sao cô bắt đầu chân kinh cho sư phụ, nhưng do bà ấy bị trọng thương lại mất máu quá nhiều, chưa kịp nói ra nơi cất giấu thì đã qua đời. Nửa phần sao cô bắt đầu chân kinh cũng thất truyền từ đây. Giờ đây nó đã trở thành một câu đố, nhưng ta nhất định phải giải được câu đố đó để giúp sư phụ giải nguy. Bang chủ, việc cướp thư mời quả thật không phải là chuyện đơn giản đâu. Sao thế? Lần này không có kẻ nào phá đám chứ? Nhưng mà người nhận thư mời vì là chủ môn các đại môn phái, kẻ nào cũng là cao thủ dày dặn kinh nghiệm, thật không dễ ra tay. Các phái, những phái nào? Phái Không Đồng, phái Hoa Sơn, còn cả phái Võ Đang nữa, có phải không? Đúng, hình như chuyện môn phái Võ Đàng Lôi Chấn Tử đang bị bệnh. Lôi Chấn Tử bị bệnh, vậy là cơ hội của chúng ta đến rồi. Cô hãy tự nghĩ xem, Lôi Chấn Tử bị bệnh rồi, hắn có thể đi chữa không? Đúng vậy, chắc chắn hắn sẽ phái một người đệ tử đi. Đó chính là cơ hội của chúng ta. Hắn phái một đệ tử đi, chẳng lẽ chúng ta là không đối phó được sao? Tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị ngay. Bang chủ, cho con dân đạo trang xin gặp, để họ đợi đại sảnh đi. Thập Tam Nương, việc này không cần cô phải lo lắng nữa. Tại sao? Vì người thay cô làm việc này đã đến rồi. Xin mời. Văn Bổ đang cùng con chuẩn bị vào kinh, nên đến để hỏi thăm sự bang chủ. Dân huynh quá bộ đến đây, sư bố này thật lấy làm vinh hạnh. Sự bác chủ, lão phu có việc này thật không biết nên nói như thế nào. Dân huynh, đã gặp phải chuyện gì ư? Trên đường đi mọi việc đều rất thuận lợi, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện. Trên địa giới của bang chủ, cái gì? Ở trong có ta kẻ nào dám làm khó huynh? Quỳnh nên nói ra đi, ta lập tức trả lại sự công bằng cho Quỳnh. Cha con tôi lên kinh thành để đến thăm một vị quý nhân. Lão Phu còn mang theo một món quà quý đến dân tặng. Không ngờ hai ngày trước, tôi bị một tên trộm cướp mất. Chẳng Quỳnh đã làm mất bảo vật gì? Kim tơ bảo giáp. Chắc băng chủ cũng biết,
Đây là một vật hiếm có, dùng nó phòng thân, đao kiếm cũng không thể nào xuyên qua được. Bảo vật bị mất là chuyện nhỏ, nhưng tôi chỉ sợ đắc tội cùng quý nhân đó. Kính xin ban chủ giúp tôi truy tìm tung tích tên trộm đó, lấy lại bảo giáp. Giang huynh, quý nhân mà quên nói là Ngụy Công Công phải không? Chân, đúng vậy, đúng vậy. Không ngờ vị đại hiệp như huynh cũng phải lấy lòng triều đình. Tôi cũng nghe nói sư ban chủ đã đứng về phía triều đình rồi. Giang huynh, huynh hãy yên tâm. Chỉ có huynh cũng là chị của tôi. Tôi sẽ cho người nhanh chóng giúp huynh truy tìm. Vậy thì tôi xin đa tạ sử ban chủ trước. Giang huynh, hai ta đều một lòng hướng về triều đình, chúng ta phải nghĩ cách lấy được lòng tin của họ. Cho nên lão phu mới mang vật gia bảo dâng cho Ngụy Công Công. Chỉ như vậy thôi vẫn chưa đủ. Bây giờ việc cần nhất là phải lập công với triều đình. Phải lập công như thế nào? Xin sử ban chủ chỉ giáo cho. Giang Hải Thiên là mối quan của triều đình, là cái gai trong mắt Ngụy Công Công. Nếu như hai ta liên thủ tiêu diệt hắn, vậy thì chúng ta đã lập công lớn rồi. Giang Hải Thiên? Đúng, Giang Hải Thiên, kẻ thù của Giang huynh. Nếu như hai ta liên thủ tiêu diệt hắn, vậy thì chúng ta đã lập công lớn rồi. Giang Hải Thiên? Đúng, Giang Hải Thiên, kẻ thù của Giang huynh. Năm xưa khi huynh luyện tam tưởng thần công, chính Giang Hải Thiên đã đẩy huynh ra ngoài võ lâm chính đạo. Nói thật, từ lâu lão phu đã muốn phân cao thấp cùng Giang Hải Thiên. Chỉ là tam tưởng thần công của lão phu vẫn chưa luyện đến nơi đến chốn, e là khó mà địch nổi Giang Hải Thiên. Đúng vậy, Giang Hải Thiên võ công cao cường, cho nên chúng ta không thể đấu chính diện mà phải nghĩ cách thất tịch Giang Hải Thiên gã con. Lúc đó chắc chắn hắn sẽ lơi lỏng việc phòng bị. Nếu như hai ta nắm lấy cơ hội này tiêu diệt hắn, vậy thì chúng ta sẽ có thể lập công lớn với triều đình. Ông và con trai ông cũng sẽ được thăng quan tiến chức. Cha, nếu đã có đường tắt, chúng ta cần gì phải đi đường vòng nữa? Chúng ta tặng quà cho Ngụy Công Công chẳng phải có gì vinh quang phú quý sao? Bây giờ giết Giang Hải Thiên rồi, quá là nhất cử lưỡng tiện. Ta không uổng công đi chuyến này. Cha, hãy hạ quyết tâm làm đi. Sử ban chủ, làm việc này cần phải có kế hoạch chu toàn. Mọi việc ta đã sắp xếp xong rồi, huynh yên tâm đi. Đến lúc đó ta sẽ cho người đến tiếp ứng hai người. Bây giờ việc cần nhất là phải nghĩ cách có được một thư mời do chính tay Giang Hải Thiên ký tên. Chỉ có như vậy chúng ta mới lẻn vào Giang phủ được. Thư mời phải làm thế nào đây? Việc này ta nhận được tin trưởng môn phái võ đàn Lôi Chứng Tử lâm bệnh nặng, sẽ không đến dự được. Chúng ta hãy lập tức cho người đi cướp thư mời đó. Quả là trời đã giúp ta, trời đã giúp ta. Lão phu có một người bạn cũ. Tiểu thư, bọn họ đang chuẩn bị cùng người của quan phủ đại náo Giang gia, giết Giang Hải Thiên. Chết rồi, nếu như quan phủ cùng bọn họ tiêu diệt Giang gia thì chẳng phải rất nguy hiểm sao? Tiểu thư, người không giúp được Giang Hải Thiên đâu. Và hơn nữa, bọn họ đâu có quan hệ gì với chúng ta. Sự việc không phải đơn giản như vậy. Nếu như đại ca của ta thực sự giết chết Giang Hải Thiên, vậy thì sẽ bị những người trong võ lâm chánh phái coi là kẻ thù. Bằng hữu của Giang Hải Thiên cũng sẽ không để yên. Đến lúc đó, Lục Hợp Bang sẽ đứng trước nguy cơ bị diệt môn. Sau khi cha mẹ của ta bị kẻ thù giết chết, huynh muội ta nương tựa vào nhau, chèo chống Lục Hợp Bang này. Lục Hợp Bang có được ngày hôm nay là điều do huynh muội của ta lấy máu tươi đổi lấy. Đại ca, quý phải trân trọng, tuyệt đối đừng hủy hoại Lục Hợp Bang. Phải nhất định phải rời khỏi đây, đến Giang gia báo tin, phải nghĩ cách ngăn chặn đại ca của ta lại. Nhưng mà tiểu thư, người đây như vậy bọn muội bị già lây mất. Còn nữa, ban chủ vì không muốn người ra ngoài đã hạ lệnh canh phòng cẩn mật, nhất là thật tăng đương luộc xong sao giờ ngó, người làm sao mà trốn đi được? Ta nhất định phải nghĩ cách ra ngoài, sau đó lại lén quay về để không ai phát giác.
để tránh cho các ngươi phải chịu khổ, ta sẽ cố không gây những phiền phức không đáng có nữa. Bây giờ kết hôn lễ ở Giang Gia vẫn còn dài ngày, sẽ có cơ hội mà. Tư Mệnh Hoa vẫn chưa phát ra vậy, là của Kim Trúc Lưu Sư Thúc. Theo lẽ sư thúc phải đến rồi chứ. Lôi chứng tử phải võ đang lâm bệnh rồi, lần này chỉ có thể cho đệ tử đến thôi. Vậy sao? Đường xá xa xôi như vậy, vì đệ tử võ đang phải đi đường cẩn thận rồi. Sư phụ đâu? Vì để tìm kiếm nửa phần sau của Bách Độc Chân Kinh, nên người đã ra đi từ sớm. Người sợ Bách Độc Chân Kinh rơi vào tay ta phải sẽ nguy hại võ lâm. Chính sư công đã bảo sư phụ tìm. Người cũng đang dò hỏi tung tích của sư thúc. Đây này là địa bàn của Thiên Ma giáo, trong nước có độc đó. Tên ăn mày kia, ngươi một mình đến nơi rừng sâu này, có thể xin được thứ gì chứ? Cái gì? Cầm lấy. Xin được gì vậy? Xin được nước à? Đói rồi có phải không? Lúc nhỏ ta cũng từng phải đi ăn xin, cảm giác đói bụng ta cũng từng trải qua. Bây giờ cá cơm cũng xin được rồi. Tên ăn mày, hẹn gặp lại nhé. Này ngươi đừng đi, ta còn chưa trả ngươi tiền mà. Ta không cần tiền đâu. Không được, mẹ ta nói không thể nhận đồ của người khác. Ngươi chẳng phải là kẻ ăn mày sao? Vậy xin hỏi các hạ danh tánh là chi? Ta tên là Kim Trục Lưu. Con ngươi các hạ Trần Nguyên Hậu. Nhiều rượu thế này mang đi đâu vậy? Rượu này là quà mừng của võ đang ta tặng cho Giang Gia. Giang Gia? Chính là Giang Hải Tiên, Giang Đại Hiệp. Sao? Giang Hải Tiên à? Đồ của huynh ấy chính là của ta. Ngươi nói cái gì? Huynh ấy là sư huynh của ta đó. Này, không được động vào. Chúng ta lại không được động vào. Đây là quà mừng của sư huynh ta tặng cho Giang Gia Tiên mà. Sao? Là quà mừng của cháu gái ta. Bao giờ thì nó xuất giá vậy? Để thức tịch, chỉ hỏi mà làm gì? Ta cũng muốn đến dự nữa. Người, ngươi có thư mời của họ không? Không có thư mời thì không được vào trong đâu. Đều là người một nhà, cần thư mời mà làm gì? Chẳng lẽ tên tiểu tử này để được ngoại lệ? Vậy là xem ra ngươi không tin ta rồi. Này, ta đánh cược với ngươi nhé. Bữa đó không cần thư mời, ta vẫn được mời vào trong, ngồi trên ghế thượng tọa. Tiểu đạo sĩ, nếu tính ra ngươi phải gọi ta một tiếng là sư công đó. Sư phụ của ngươi gặp ta còn phải gọi là sư phụ nữa. To gan. Tên tiểu tử này quá ngông cuồng rồi. Nói cho ngươi biết, rượu mừng hôm nay ta uống chắc rồi. Đến đây. Ngươi muốn gì? Trả cho ngươi này. Sử Bạch Đô ở Sử Bạch Đô. Người quá giáo hoạt rồi.
ta vẫn không hơn được ngươi. Thấy tên này không phải kẻ thù thì cũng là tên ăn trộm. Ai đó, đừng lo, hai ta đều là người cùng chí hướng. Quá ra bị nhìn thấy thứ này nên tưởng ta là kẻ trộm mà. Này, ngươi đừng lo to như vậy. Ngươi là kẻ trộm to, còn ta là kẻ trộm nhỏ. Chúng ta làm nghề này tuy không có nghĩa khí gì, nhưng mà ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không phỏng tay trên của kẻ khác. Đừng để ý ta, ta ngồi chơi một lát, xem ra là đồng đạo rồi. Nhưng ta lại chẳng có gì để tiếp đãi cả. Như món như vậy còn bảo là không có gì để tiếp đãi, ngươi nướng như vậy cũng chẳng ăn hết sao? Lấy một ít rang đi. Được thôi, rất nóng đó, cẩn thận, chọn lấy. Ngon quá. Tôi sẽ hơi khác một chút, nhưng lại rất ngon. Cảm ơn nhé. Xem ra người đã gặp may. Lấy trộm của nhà ai vậy? Là một nhà giàu có, nhưng rất bất nhân. Vốn định trộm một vố lớn, chứ không ngờ lại trộm phải đồ giả. Ta nói với người, làm người không nên quá tham lam. Ta thấy thứ này đủ cho người ăn cả đời rồi. Lời lão đầy nói sai rồi. Thứ này không phải là vật trộm tất, mà là bạn tặng cho. Ngươi còn nói không phải là trộm cắp, là bạn tặng. Thật đấy, là cô nương tặng có phải không? Sao ngươi biết? Sao ta lại không biết? Hai người là đồng bọn với nhau, đúng không nào? Chúng tôi không phải đồng bọn, mà là bạn bè. Bạn bè gì? Bạn bè có rất nhiều loại. Quen biết, tri kỷ, quý nhau, mến nhau hay yêu nhau. Chúng tôi chỉ là chỗ quen biết. Phức tạp vậy, ngươi nghe có hiểu không? Ít nhiều gì cũng hiểu được đôi chút. Ta thấy ngươi không giống là người dùng này. Hình như có người đang đến. Là bạn của ngươi à? Không phải, họ đến lấy mạng của tôi. Xin hãy giúp tôi. Nghiêm trọng như vậy sao? Nào nào, nào, một hai ba. Một hai ba. Nào, một hai ba, vào đi. Ai đây? Tôi là người ăn xin. Gì thế? Người ăn xin? Người ăn xin đến nơi kia còn gái này làm gì? Này, ta thích đến đâu thì ở, liên quan gì đến ngươi? Này, tiểu huynh đệ, chúng tôi chỉ muốn hỏi thăm một người. Ngươi đừng giận. Lúc nãy có một gã tú tài nghèo đã ở đây. Ngươi có thể nói cho ta biết hắn ta đã đi đâu rồi không? Tú tài nghèo cái gì? Không thấy. Tình ăn mày rách rưới này, ngươi không gặp được ta đâu. Lúc nãy rõ ràng là có kẻ đang ngồi ăn cùng với ngươi. Hãy mau nói cho ta biết. Hãy mau nói, kẻ đó là ai? Dù có biết cũng không nói. Ngươi, lão tam, xem tình hình tên tiểu tử đó chạy không xa đâu. Chúng ta chia nhau đi tìm. Đừng ở đây đưa con với tên ăn mày khốn kiếp này nữa. Đi thôi.
Mau cách thật xa đi. Xiên chết đi được. Để tôi và ăn no đánh một giấc đã. Cái tên ăn mày thối dám vô lễ chế ta. Không thì lão tử sẽ xem người tài cán cỡ nào. Xiên lão ta đừng như vậy. Chúng ta đi thôi. Người đi thôi. Cái chuông to như vậy ai có thể nổi chứ. Giả tôi tay kêu đó rất tinh rành. Chắc là không trốn trong này đâu. Nếu cả tu tài đó dám trốn ở trong chiếc chuông này. Ta sẽ gõ cho hắn bị điếc luôn. Đừng có nữa. Này, con gọi ta sẽ không có sáo đâu. Anh đang mài tối này. Hôm nay nếu ta không giải trí của bài học, ta... Người, người đợi đây. Ăn đi, ăn đi. Người đợi đây, đến ăn nữa nhé. Đợi đây, đánh chết ngươi bây giờ. Hãy đợi đây, đang đợi đây này. Lão Quỳnh, ra đây mau đi. Ra đi. Bọn họ đi rồi. Này, người đang làm cái gì thế? Này, này, người đang làm gì vậy? Lão Quỳnh, Lão Quỳnh, tỉnh lại đi. Mày chết hợp trong đó rồi á. Người ở trong đó làm gì vậy? Lão Quỳnh, đừng có hù ta. Người không được chết ngợp. Nếu người chết rồi. Này, nếu người chết rồi ta sẽ làm sao đây? Ta. Này, người tỉnh rồi à? Tôi tỉnh rồi, tỉnh rồi. May quá. Tôi còn phải vào trong đó một lát. Cô vào trong đó làm gì? Người điên rồi sao? Trong đó có một vật rất quan trọng. Ta phải vào trong đó. Đây là gì vậy? Đây là vết độc chân kinh đã thất truyền từ lâu. Vốn là của Lệ Thắng Nam, giáo chủ trước đây của Thiên Ma giáo. Lệ Thắng Nam chính chỉ có bắt đầu chân kinh này cho nên mới xưng bá võ lâm một thời. Tiểu Quỳnh Đề, ngươi chép lại một phần đi. Không, nghe thấy cái tên đã không hay. Bắt đầu chân kinh ta không học đâu. Ngươi còn chưa nhìn thấy trên đó chiếc gì kia mà. Nên chúng chẳng phải một nhóm công bằng môn tà đạo. Học thuộc nó rất có lợi cho ngươi. Thật hay giả đây? Này, Tiểu Quỳnh Đề, học xong không những có thể đề phòng những kẻ dùng độc hại người trên giang hồ, mà còn có thể dùng độc trị đâu. Hãy mau học thuộc đi. Nếu ngươi muốn học thì cứ việc học, ta không có hứng thú. Nếu vậy là ngươi cũng muốn sở hữu bắt đầu chân kinh rồi. Chiếc chuông này ta đã giúp ngươi lật ngược lên. Ngươi thích thì cứ việc học, ta không có hứng thú. Được rồi.
Được rồi, ta nhớ hết rồi. Nhớ hết rồi à. Này, tiểu huynh đệ, ngươi giúp ta một việc nữa có được không? Con người của ngươi thật là, ta chỉ ăn có hai củ khoai nướng của ngươi, sao mà nhiều việc vậy? Chứ chuyện gì nói đi, giúp ta phá hủy chiếc chuông này, vì một mình ta không làm được. Tại sao phải quỷ nó? Kêu để kẻ xấu tìm thấy. Kẻ xấu? Ngươi là người tốt hay xấu, ta còn chưa biết nữa. Tại sao phải giúp ngươi? Ta thấy ngươi đang tìm cớ để địch chiếm bí kiếp bắt đầu chân kinh này thì có. Thì ngươi nghĩ sao cũng được. Tóm lại không được giữ nó. Được, quỷ thì quỷ, kéo lại cái tên mấy gã như người. Cảm ơn, xin cảm ơn. Hai vị vương chủ, trời đã tối rồi, các người đến đây có việc gì? Đừng nhắc nữa, ban chủ bảo bọn ta đi tìm Lý Đô, không ngờ lại bị một tên ăn mày chơi cho một vụ. Ta đã nhận ra rồi, tên tiểu tử đó chính là cái tên ăn mày đã đánh trọng thương mấy chục quân đệ của ta. Vậy sao? Vì bọn chúng đang ở đâu? Chúng đang khiêng một chiếc chuông to. Chiếc chuông to? Chúng khiêng chiếc chuông to đó làm gì? Hình như mang đi phá quỷ. Phá quỷ? Chuông đồng, không lẽ chân kinh đã khắc trong chiếc chuông đồng đó? Đi, điện hạ đại nương. Xem ra trời chưa sáng, sẽ không đi được. Yên tâm đi, cơn phá hồng đó ta sẽ không bỏ đi đâu. Đỡ lấy, đỡ lấy. Nói thật lòng, ta thật sự rất cảm kích người. Nếu không có người, ta đã chết dưới tay hai người đó rồi. Xin hỏi các hạ quý danh là gì? Chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau, không cần nói lời cảm tạ. Nếu không biết danh tánh quê quán, sau này ta biết đi đâu mà tìm ngươi. Đỡ lấy. Ta hành tung bất định, nhưng muốn tìm ta cũng không khó khăn gì. Hãy đến nhà Giang Hải Thiên ở huyện Đông Bình tìm ta. Người ấy là người bạn tốt nhất của ta đó. Khoan đã, hóa ra là bạn của Giang đại hiệp. Ta thật tốt kính quá. Ta đoán trúng rồi. Bí kiếp bắt đầu chân kinh quả nhiên được cất giấu trong chiếc chuông đồng. Chuông đồng, ta nhất định phải tìm ra nó. Khoan đã. Nào, một hai ba. Nào, thoải mái quá. Từ nay về sau, trên đời này chỉ còn một mình ngươi biết bắt đầu chân kinh. Ngươi đương nhiên thấy vui rồi. Lão đệ, đừng cho ta là một người tham lam vô độ. Bây giờ trên giang hồ mọi người đều đang chú ý đến hai việc. Nói thử xem là việc gì? Một là Giang gia gả con, hay là tiệc mừng thọ Nguyễn Công Công? Tử đằng một ngàn năm này do ban chủ Lục Hợp Bang Sử Bạch Đô phái người đi cướp từ tay công tử Lễ Bộ Thị Lan. Sử Bạch Đô muốn xưng bá giang hồ nên định lấy nó dâng cho Ngụy Công Công. Tiểu muội của Sử Bạch Đô, Sử Hồng Anh, là người ngay thẳng nên đã cướp nó lại và giao nó cho ta. Bây giờ ta xin tặng lại cho ngươi. Này, ngươi tưởng ta là kẻ tham lam sao? Được ta bốn thứ này đã là của ta từ lâu rồi. Ta nói rồi,
Ta từng tốt không lấy chật bất nghĩa. Ngươi đừng xem thường ta. Thế quân đệ, ngươi đã hiểu lầm ta rồi. Thôi vậy thì ta tự giữ lấy vậy. Sở Bạch Đô đã mất tử đạt mục. Hắn sẽ lấy quyền thiết để dâng cho Ngụy Công Công. Sở dĩ ta lấy trộm quyền thiết cũng là vì để ngăn cản Lục Hợp Bang có kết cùng triều đình. Kẻ hiểu ta thì nói rằng ta đa đoan, còn kẻ không hiểu ta thì đâm ra nghi ngờ. Sử Hồng Anh ơi, Sử Hồng Anh, xem ra ta đã hiểu lầm cô thật rồi. Không biết có gặp được lại cô ở tiệc cưới của Giang Gia hay không. Phía trước đó là núi Tồ Lại, nhưng mà bây giờ ta có việc quan trọng hơn cần phải làm. Đợi ta quay về hãy cúng tế vậy. Lệ của cô, đừng trách ta nhé. Đừng trách ta. Đừng trách ta. Sư phụ bọn con gấp như vậy có việc gì? Thì làm mấy vụ quyết án kỳ lạ trên giang hồ. Con tự nói xem, đã là vụ thứ mấy rồi? Đây đã là vụ thứ năm trong tháng. Đầu tiên là ban chủ Thiên Long Bá, Lưu Thiên Long bị hại trong nhà. Sau đó là năm đệ tử phái Võ Đang bị giết. Tiếp đó trưởng môn phái Cao Sơn bị hành tích giữa đường. Bây giờ thì cả nhà Trúc Trung, danh môn Trịnh Quang, tám bị diệt môn. Cả nhà ban chủ Cẩm Trúc Bá, mấy mươi người đều bị chết oan. Kim Trung Quân Quang chủ tham gia, chỉ chứ không, chuyển bộ bị hại. Tại như con thấy, những vụ án này có manh mối nào đáng để chúng ta chú ý đến không? Con thấy, chắc không phải là việc làm của Quang Phụng. Vì ngoài phái Võ Đang ủng hộ nghĩa quân Tây Sương ra, những người khác đều không dính dáng đến nghĩa quân. Do đó, đệ tử cho rằng hung thủ nhất định là một trong số các môn phái trong Võ Lâm. Kẻ nào có giả tâm lớn như thế? Con nghi ngờ hai nhà. Nói thử xem, một là Lục Hợp Bang, chúng không bao giờ nói đạo nghĩa giang hồ, lại ra tay tàn độc. Dưới chúng có tứ đại hương chủ, quá phụ Đổng Thạch Tam Đương, Tử Nhục Hòa Thượng Chiên Hải, Quỷ Đạo Sĩ Thanh Phù, Cường Đạo Tiêu Lỗi, toàn là những kẻ giết người không gớm tay. Mấy vụ quyết án này sẽ có thể liên quan đến bọn chúng. Chỉ còn một nhà kia, Thiên Ma Giáo. Một không phải là như vậy. Nếu đúng là như vậy thì cuộc chiến đẫm máu 20 năm trước khó khăn lắm mới dập tắt được. Này lại tiếp diễn nữa rồi. Ban chủ, ngài, ta phải xem thử Kim Tơ Bảo Giáp này có thực sự là đao kiếm chém không vào không. Ban chủ, không được đâu, không nên làm như vậy. Không tử thì làm sao ta biết nó là thần hay già, là tốt hay xấu chứ. Ban chủ, thuộc hạ xin quỳ lại ngài. Thuộc hạ còn mẹ già con thơ, xin ngài hãy tha cho. Thôi được, vậy thì ta không thử nữa. Ta ước ban chủ. Kim Tơ Bảo Giáp này thật là lợi hại, kỳ diệu quá. Lúc nãy làm thuộc hạ sợ muốn chết. Ban chủ, từ nay về sau có được bảo bối này rồi, ngài còn sợ gì nữa? Việc này phải cảm tạ Hồng Anh muội muội của ta mới phải. Văn đạo trang ơi, Văn đạo trang, Kim Tơ Bảo Giáp này ta cất giữ thay ngươi nhé. Ban chủ, Văn đạo trang chắc đã đến phân gia rồi. Có người Văn đạo trang vốn rất cẩn thận, lần này nhất định sẽ xong việc. Ban chủ, Thanh Phù có việc xin gặp. Được, các người lui ra đi. Dân, dân. Ban chủ, hôm nay thuộc hạ đã phát hiện ra tung tích của Lý Đôn trong mồm miếu quan dưới chân núi Tồ Lại. Từ bên ngoài chúng tôi nghe thấy tiếng nói của Lý Đôn, nhưng khi vào trong lại không thấy đâu, chỉ thấy một tên ăn mày ở đó. Thuộc hạ trốn ở một bên lén theo dõi, bỗng phát hiện ra Lý Đôn lại xuất hiện như một bóng ma.
Còn cùng tên ăn mày đó khi một cái chuông to ra khỏi miếu quan nữa. Chuông to? Đúng vậy. Sau đó tụt hạ gặp Hà Đại Nương trên đường và đã nói cho bà ta biết tin này. Không ngờ bà ta như kẻ mất trí điên cuồng xông vào ngôi miếu. Tụt hạ cảm thấy rất có thể bà ta đuổi theo chiếc chuông to đó. Hạ Đại Nương đã đuổi theo chiếc chuông đó. Đúng vậy. Chỉ là tụt hạ cảm thấy Lý Đôn và tên ăn mày không đủ sức để đẩy chiếc chuông lớn đi thật xa. Chắc chắn chúng đã đẩy xuống một cái đập sâu trước ngôi miếu. Nhưng mà điều tụt hạ không hiểu là tại sao Lý Đôn lại phải hao tốn sức lực để phá hủy chiếc chuông lớn đó. Chiếc chuông đó nhất định có bí mật gì đây? Bí mật gì? Lập tức tìm hai người làm giỏi đến đây để nghe lệnh của ta. Dân ban chủ, khoan, việc này không được tiết lộ cho bất cứ người nào biết. Tô Kha hiểu. Chiếc chuông lớn. Ra sức đi, mau kéo vào. Băng chủ, chúng ta đã tìm thấy chiếc chuông đó rồi. Chiếc chuông mà giáo chủ nói rất có thể ở dưới kia. Thật nghĩ lặn xuống dưới. Khi tìm thấy chiếc chuông, ta sẽ quăng về xuống cho các người. Dừng. Không có, đúng là vô dụng. Nếu không tìm được, hai người đừng lên đây nữa. Đây rốt cuộc là chiếc chuông gì? Tại sao Hà Đại Nương lại dặn đi dặn lại nhất định phải tìm được nó? Thế nào? Có tìm được không? Không thấy. Đã tìm gấp nơi rồi không tìm thấy. Đúng là hai tên vô dụng. Có đến chết chúng tôi cũng không tìm thấy đâu. Chiếc chuông không ở đây thì ở đâu chứ? Hạ Đại Nương thật là có bao nhiêu việc quan trọng không làm để đi tốn thời gian để tìm một chiếc chuông. Tôi bỏ đi. Chúng tôi nói ở đây chẳng có chiếc chuông nào cả. Chúng ta đi thôi. Văn Quỳnh muốn giết Giang Hải Thiên, ta tán thành. Nhưng mà dựa vào sức hai ta muốn diệt hắn không phải là chuyện dễ đâu. Phong Quỳnh, Quỳnh đừng xem thường mình mà đề cao kẻ thù. 20 năm qua ta đã không còn như xưa nữa. Tam tưởng thần công của thuốc phụ ta đã luyện thành rồi. Có ta ở đây Quỳnh sợ gì chứ? Phong Quỳnh, nhuệ khí năm xưa của một đại nội thì dậy đi đâu cả rồi? Từ ngày Giang Hải Thiên đuổi ta ra khỏi Trung Nguyên, ta đã thề nhất định sẽ quay lại tìm hắn báo thù. Ta đã khổ công nghiên cứu 20 năm nay. Phong Quỳnh, lần này ta tuyệt đối không thua cho Giang Hải Thiên đâu. Thôi được, vì Giang Quỳnh ta sẽ liều một phen. Quỳnh nói đi, phải làm thế nào? Ta đang muốn tìm Quỳnh bàn kế đây. Thỏ con chẳng phải đã đến rồi sao? Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Chứ đây mà cô Yên Trực của mũi tôi không tệ, nhưng không đủ mạnh. Còn nữa, chứ Trường Hà Lạc Nhật Chi cũng không đúng lắm.
vẫn còn phải luyện thêm nữa. Xem ta đi, bây giờ mùi mệt lắm rồi, không muốn luyện nữa. Luyện nữa đi, thỏ con vẫn chưa xuất hiện kia mà. Thỏ con ở đâu? Ý ta là thỏ ngọc vẫn chưa xuất hiện. Không vui, không luyện nữa. Nào, để quên dậy mùi. Trong lòng chị nghĩ đến việc luyện kiếm, chị nghĩ đến chuyện gì khác? Nào, nào. Lạ thật. Sao người ở đây ai cũng lén lén lúc lúc thế? Chẳng giống như người trên hải đảo. Tuy hơi cộc cằn nhưng rất chân chất. Chị làm thử đi. Quynh, xin lỗi, ta không cố ý. Ngoài kia có trộm, ta không phải là ăn trộm. Người leo tường nhìn trộm người khác luyện võ, chứ phải trộm thì là gì? Tại hạ là Tần Nguyên Hào, đệ tử của phái võ đài, vốn không có ý nhìn trộm, chỉ là đi ngang nơi này mà thôi. Xin quân trưởng ta lỗi cho. Mặc kệ ngươi là đệ tử nhà ai, ngươi nhìn trộm bọn ta luyện võ, đã đáp phạm đại chỉ võ lâm. Nói đi, phải trị tội của ngươi như thế nào? Ta là đệ tử phái võ đàn, tuy kiến thức của quân đài có cao siêu, chúng ta cũng không đến nỗi phải học trộm võ công người khác. Người của phái võ đàn tức lắm, để ta lãnh giáo kiếm chiêu của đệ tử phái võ đàn xem sao. Giang công tử, hai người đều đánh nữa. Giang công tử, cứ như tôi đang xin công tử. Vì thiếu hiệp này, xin ta tội vô lễ của quyển tử. Lão phu xin tạ lỗi thay cho quyển tử. Cha, chính hắn nhìn trộm chúng ta luyện công, cần gì phải xin lỗi? Nói bậy, thường ngày cha dạy con như thế nào hả? Sao có thể kiếm đại khách quý như thế được? Còn con mau đến tạ lỗi cùng thiếu hiệp đi. Xin đừng trách tội lệnh lan, đây là lỗi của tôi. Được cao đồ phá cho đàn đến thăm, thật là khách quý, khách quý. Xin thứ lỗi cho phong mộ này không ra ngần đó. Để ta giới thiệu cho thiếu hiệp, vị này là chủ nhân nơi này, Phong Tử Siêu. Thiếu hiệp quá bộ đến đây thật là chinh hạnh cho ta. Thật là có mời cũng khó mà được. Lúc nãy chúng tôi đã quan sát kiếm pháp của thiếu hiệp, thì nhất định do quý trưởng môn Lôi Đại Trưởng Bối đích thân truyền dạy, có phải không? Dần đúng vậy. Vậy thì càng quý quá hơn nữa. Phong Mộ hướng mộ tâm sư đã lâu, xin cho phép Phong Mộ đây mời một ly rượu để bày tỏ thành ý. Chuyện này giảng bối không dám. Trời cũng đã tối rồi, nơi này rất quan trọng, lại ở xa thôn làng, thiếu hiệp cũng phải tìm nơi nghỉ chân chứ. Hay là để ta có cơ hội tiếp đại thiếu hiệp? Hay là thiếu hiệp vẫn để bụng việc tiểu nhi vô lễ? Trung Nhi, còn không mau qua đây xin lỗi thiếu hiệp. Tần Quynh, xin thứ lỗi lúc này tiểu đệ đã mạo phạm,
Hôm nay dù thế nào cũng phải mời Tần Quân ở lại để cho tiểu đệ đây tạ tội. Gia chủ đã có tấm thịt tình như vậy, tại hạ cũng đành phải tuân theo. Chỉ cảm thấy chuyện này có gì không ổn. Để xem bọn họ định giở trò gì. Tại hạ không biết uống rượu, sáng sớm ngày mai cũng phải lên đường. Quả thật là không dám để lỡ chuyện. Mong Phong lão bá hiểu cho. Dù qua quế này không cay nào, uống thêm vài ly cũng không sao đâu. Nếu không tin, ta sẽ uống trước vậy. Thế nào, cần thức hiệp để mặt lão phu nhé. Được. Mùi vị thế nào? Dân, rất thơm, rất thơm. Rượu nếp thì có thể miễn cưỡng uống được chứ. Chẳng muốn chưa từng uống quỳnh tương ngọc lộ, nhưng tại hạ nghĩ chắc đây chính là nó rồi. Tần Thiếu Hiệp còn nói không biết uống rượu, thì sao là một nhà bình phẩm rượu ngon. Được, lão phu cũng mời Thiếu Hiệp một ly. Tiền bối, tôi... Nào, hãy để mặt lão phu, cùng lão phu uống một ly đi. Nào. Rượu ngon, rượu ngon. Nào, Tần Quynh, thứ gì muốn gặp gỡ của chúng ta? Mời. Nào, tiền bối. Được. Phong lão bá nói rất đúng. Chúng ta cũng đánh không quen nhau. Được. Ly rượu này hãy chúc mừng gặp gỡ của chúng ta. Cha, đây là rượu gì thế? Sao chưa bao giờ thấy cha uống nó? Thật sự thơm đến như vậy sao? Được. Thường Nhi, con gái không được uống rượu. Phong huynh, huynh đã quá nghiêm khắc với cháu nó rồi. Cha, cháu không cho cha uống rượu. Cháu phải mời Tần Thiếu Hiệp một ly đi. Tôi uống thì thôi, có gì hay ho đâu. Dân bố đã uống ba ly rồi, thật sự không thể nào uống nữa. Phong cô nương, rượu của cô ta xin nhận trong lòng. Cô nha đầu này từ nhỏ đã mất mẹ, khó tránh khỏi biết quá luôn chịu. Tần Thiếu Hiệp xin cứ lỗi cho. Đâu có gì. Được rồi, chúng ta hãy bàn chuyện khác đi. Tần Thiếu Hiệp, Thiếu Hiệp muốn đến huyện Đông Bình phải không? Đúng vậy. Giang Hải Tiên, Giang Đại Hiệp chính là người trong Đông Bình Liễu Gia Trang. Mùng 7 tháng 7 họ sẽ gả con gái. Tần Thiếu Hiệp biết chuyện này chăng? Giang mối đang phụng lệnh gia sư đến Giang gia chúc mừng. Tôi đoán quả nhiên là không sai. Dù giọng mối giao hảo của phái Võ Đan và Giang Hải Tiên, nếu như là đại trưởng môn không đến dự, tôi phải phái một đệ tử đặc ý của mình đến dự rồi. Tần sa gia sư chỉ muốn biết tôi ra ngoài học hỏi thêm. Tôi chỉ là một đệ tử mới nhập môn mà thôi. Tần Thiếu Hiệp quá khiêm tốn rồi. Nhưng mà người có dân công giỏi rất hiếm khi biết hai chữ khiêm tốn. Nào, để ta mời Thiếu Hiệp một ly nữa. Cha, hắn không uống được nữa đâu. Đàn bà con gái thì biết cái gì? Chỉ biết khuyên người ta uống rượu. Có ai khuyên người ta không uống rượu đâu. Nào, uống đi. Tôi thật sự không thể uống được nữa. Hay vì lão bá có những tổn thương mới của Giang gia chứ? Ta ẩn cư nơi đây, không tiếp xúc với bên ngoài. Nghe danh Giang Hải Tiên đã lo, nhưng vẫn chưa có dịp đến thăm. Thiết kỷ, chắc Giang Hải Tiên cũng không biết đến một người thô lỗ như ta. Vậy thì tại sao lại gửi thư mời cho ta chứ? Đúng vậy. Lão Phu cũng là một kẻ vô danh. Cha không thể nhận được thư mời của Giang gia rồi. Hai vị là cao nhân ẩn cư, thật đáng kính, đáng kính. Thiếu Hiệp khá sáo quá. Nào, tôi xin mời hai vị một ly. Nào. Tần Thiếu Hiệp, xem ra Thiếu Hiệp say thật rồi. Người không nên uống nữa. Ai bảo ta say? Ta không say. Nào, Phong cô nương, ta mời cô một ly.